Sáng nay, Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp tiểu học năm học 2021-2022. Có 98 giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện, thị xã, thành phố tham gia hội thi. Giáo viên dự thi sẽ trình bày một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp tại cơ sở giáo dục nơi giáo viên đang công tác theo hình thức thuyết trình. Thi thực hành một số tiết, tổ chức hoạt động giáo dục như tiết sinh hoạt lớp hoặc tiết hoạt động trải nghiệm. Hội thi tạo cơ hội cho giáo viên chủ nhiệm thể hiện năng lực, trao đổi kinh nghiệm tổ chức lớp học nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục, hướng đến phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất của học sinh tiểu học. Hội thi sẽ tổng kết trao giải vào chiều ngày 26 tháng 4.